VinFast có gì sau gần 2 năm chuyển sang bán xe thuần điện? Tháng 7 năm 2022, VinFast đặt cược mọi thứ vào xe điện khi thông báo dừng kinh doanh ô tô chạy xăng, chuyển đổi hoàn toàn sang sản xuất và kinh doanh xe điện. Thông báo này được đưa ra sớm hơn kế hoạch trước đó 5 tháng. Chỉ trong vòng chưa đến 2 năm, VinFast đã giới thiệu 5 mẫu ô tô thuần điện mới hoàn toàn đến khách hàng. Đây là điều hiếm thương hiệu sản xuất xe nào có thể làm được. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Giải sản phẩm trải dài. VinFast là công ty thành viên thuộc tập đoàn Vingroup, một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất châu Á. Ban đầu, công ty này tập trung vào sản xuất xe hơi chạy xăng và xe máy điện. Vào tháng 10 năm 2021, VinFast bắt đầu lấn sân sang mảng xe hơi điện bằng dòng xe VF E34. Vào thời điểm đó, đây là mẫu xe thuần điện hiếm hoi được mở bán trên thị trường và cũng là mẫu xe điện đầu tiên do Việt Nam sản xuất. Xe được trang bị bộ pin 42 kWh, phạm vi di chuyển tối đa theo lý thuyết là gần 320 km sau mỗi lần sạc đầy. VF E34 cũng trang bị nhiều tính năng mang hơi hướng công nghệ hiện đại, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày trong đô thị. Sau VinFast E34, thì VinFast mang đến cho khách hàng Việt dòng SUV hạng D VF8. Đây cũng là mẫu xe điện toàn cầu đầu tiên mở bán tại Việt Nam. Không lâu sau khi bàn giao VF8 vào cuối năm ngoái, mẫu xe đầu bảng VF9 cũng được giới thiệu và giao đến tay khách hàng vào tháng 3 năm nay. Tháng 12 năm 2022, VinFast chính thức mở bán VF 5 Plus. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là mẫu SUV nhỏ nhất trong dải sản phẩm của VinFast cho đến khi VF 3 ra mắt. VF 5 Plus được xem là lựa chọn sáng giá của nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải nhờ giá bán dễ tiếp cận và chi phí vận hành thấp hơn xe xăng đáng kể. Trong thời gian qua, VinFast tiếp tục mở rộng dải sản phẩm khi chính thức ra mắt mẫu SUV điện hạng B VF6 tại thị trường Việt Nam vào ngày 29 tháng 9 năm 2023. Đây là mẫu xe chiến lược tiếp theo trong dải sản phẩm ô tô điện của VinFast có giá bán hợp lý, hướng tới đối tượng gia đình trẻ. Còn mẫu VF7 là mẫu xe mới nhất được giới thiệu trong dải sản phẩm xe thuần điện của VinFast, một chiếc SUV cùng cỡ xe với VF E34 nhưng lại hoàn toàn khác biệt về thiết kế và trang bị. VF7 cũng là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện dải sản phẩm SUV từ cỡ A đến E của VinFast. Nếu tính cả mẫu xe điện mini VF3 vốn nhận được rất nhiều sự quan tâm dù chưa chính thức ra mắt, khách hàng có thể đặt cọc VF3 từ tháng 12 năm nay, tương tự như các mẫu xe trước đó. VinFast thu hút khách hàng đặt cọc trước bằng các ưu đãi cho người tiên phong như giảm trực tiếp giá bán, miễn phí phí sạc tại trạm sạc công cộng. Hiện tại, VinFast đang phân phối tổng cộng 6 mẫu xe điện, bao gồm cả mẫu xe VF E34 dành riêng cho thị trường nội địa. Bên cạnh mở rộng dải sản phẩm, VinFast còn mở rộng hệ thống trạm sạc trên toàn quốc và thậm chí tại các nước lân cận. Điều này giúp hãng xe Việt có lợi thế hơn các thương hiệu khác đang bán ô tô điện trong nước như Hyundai, Audi và Porsche. Tập trung vào phân khúc SUV. Ở Việt Nam lẫn thế giới, người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng những chiếc xe gầm cao. Theo số liệu từ Vama, nửa đầu năm 2023 ghi nhận 42.307 xe SUV crossover được bán ra thị trường, chiếm 46% tổng thị phần. Xu hướng thị trường thúc đẩy VinFast tập trung vào những mẫu SUV chạy điện. Vì thế, nếu bạn thích một chiếc sedan chạy điện, thì Porsche hay là Mercedes-Benz sẽ là lựa chọn tốt hơn. Tất nhiên thì mức giá của những chiếc xe này cũng sẽ cao hơn nhiều so với xe VinFast. Trong tương lai, VinFast còn thử sức ở phân khúc xe điện mini với mẫu VF3. Tất nhiên xe vẫn mang thiết kế SUV, kiểu dáng của VF3 khá nhỏ gọn, phù hợp với nhóm khách hàng sống tại các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Hiện tại, miếng bánh xe điện mini ở Việt Nam vẫn chưa quá sôi động khi chỉ có Wuling Hongguang Mini EV là được bán chính hãng bởi TMT Motors. Trong khi các mẫu xe nhập bởi đại lý tư nhân như Smart Fortwo thì lại có giá bán quá cao. Tuy nhiên, lựa chọn phân khúc SUV để phát triển vừa giúp VinFast tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, nhưng đồng thời cũng gặp phải sự cạnh tranh từ nhiều đối thủ. Chẳng hạn như mẫu VF7 vừa được ra mắt sẽ chịu áp lực đến từ những cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, Honda CR-V hay là Hyundai Tucson. Lợi thế về giá là không lớn. Dù là một hãng xe có phần non trẻ trên thị trường, nhưng VinFast không định vị mình là một thương hiệu ô tô giá rẻ. Các mẫu xe của VinFast
có giá bán không khác biệt nhiều so với những đối thủ đang có mặt trên thị trường. Mẫu ô tô điện rẻ nhất thời điểm hiện tại là VF 5 Plus, được định vị ở phân khúc xe hạng A, giá bán khởi điểm 458 triệu đồng, chưa bao gồm pin, hoặc là 538 triệu đồng đã bao gồm pin. Nếu đặt cạnh các mẫu xe xăng cùng phân khúc, rõ ràng giá bán của VF 5 Plus không tạo được sức hút như Toyota Wigo 360-405 triệu đồng, Kia Morning 349-424 triệu đồng, hay Hyundai Grand i10 360-455 triệu đồng. Mẫu xe đắt nhất là VinFast VF 9 có giá chưa bao gồm pin dao động từ 1,491-1,737 tỷ đồng. Nếu mua luôn pin thì giá xe là 1,984-2,23 tỷ đồng. Mức giá VinFast đưa ra thấp hơn Toyota Land Cruiser Prado 2,628 tỷ đồng, Volkswagen Terramont 2,499 tỷ đồng và Ford Explorer 2,439 tỷ đồng. Tuy nhiên, cao hơn đối thủ đến từ Hàn Quốc là Hyundai Palisade 1,479 đến 1,589 tỷ đồng. Hai mẫu xe gặp phải nhiều áp lực cạnh tranh nhất là VF6 và VF7. SUV đô thị được xem là phân khúc nhộn nhịp nhất thị trường trong những năm gần đây khi liên tục có sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới. Mức giá khởi điểm 675 triệu đồng và 850 triệu đồng lần lượt cho VF6 và VF7 rõ ràng không đủ sự hấp dẫn về giá bán khi đặt cạnh Kia Seltos từ 599 triệu đồng hay Mazda CX-5 từ 749 triệu đồng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, với những chính sách khuyến khích sử dụng xe điện từ chính phủ, người mua xe điện sẽ không cần đóng phí trước bạ, tương đương 6-12%. Điều này giúp giá lăn bánh xe điện có thể thấp hơn xe xăng dù giá bán cao hơn. Lấy ví dụ, mẫu VinFast VF9 Eco có giá bán 1,491 tỷ đồng. Để mẫu xe này có thể lăn bánh được tại thành phố Hà Nội, người mua chỉ cần tốn thêm 20 triệu đồng phí đăng ký biển số và 1,56 triệu đồng phí sử dụng đường bộ một năm. Tổng số tiền phải chi để lăn bánh mẫu VF9 này là khoảng 1,52 tỷ đồng. Trong khi đó, mẫu Hyundai Palisade, bản thấp nhất, có giá bán 1,479 tỷ đồng. Nếu muốn lăn bánh thì cần tốn thêm 12% phí trước bạ, khoảng 177,5 triệu đồng, phí đăng ký biển số 20 triệu đồng và phí sử dụng đường bộ 1,56 triệu đồng một năm. Tổng số tiền người mua cần chi là hơn 1,67 tỷ đồng. Mở rộng quy mô ra 50 thị trường trên toàn cầu. Cùng với việc ra mắt mẫu xe mới thì VinFast dự kiến chuyển đổi mô hình kinh doanh, mở rộng hệ thống kênh phân phối thông qua hợp tác với các đại lý và nhà phân phối trên toàn cầu. Mô hình mới sẽ mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, thúc đẩy tốc độ hiện diện tại các thị trường mục tiêu, trong khi tối ưu chi phí đầu tư. Để hỗ trợ các đại lý phát triển nhanh các cửa hàng trong giai đoạn đầu, VinFast có thể sẽ chuyển nhượng một số các cửa hàng của mình cho các đại lý. VinFast cũng đảm bảo tiếp tục duy trì và đẩy mạnh chính sách hậu mãi tốt nhất thị trường của mình. Tại Mỹ, tính đến ngày 30 tháng 9, 2023, VinFast đã tiếp nhận thư quan tâm, đơn đăng ký từ 27 đại lý, với hơn 100 điểm bán trên khắp các bang của Mỹ như là Florida, Texas, North Carolina, Virginia, New Jersey và Arkansas. Cũng trong quý 3, VinFast cũng đã bổ sung thêm 10.000 điểm sạc của đối tác tại thị trường Bắc Mỹ, nâng tổng điểm sạc cho xe VinFast lên hơn 107.000 điểm. Về quy mô hoạt động, công ty dự kiến phát triển kinh doanh tại ít nhất 50 thị trường mới trên toàn cầu vào cuối năm 2024. Bên cạnh đó, thì VinFast cũng công bố kế hoạch xây dựng nhà máy lắp ráp tại Ấn Độ, thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới, sau kế hoạch xây dựng nhà máy tại Mỹ và Indonesia đã được công bố trước đó. Tổng vốn đầu tư nhà máy tại Ấn Độ dự kiến khoảng 150-200 triệu đô la Mỹ với công suất lên tới 50.000 xe một năm trong giai đoạn 1. Việc xây dựng nhà máy tại các thị trường mới cho phép VinFast tận dụng tối đa các ưu đãi của chính phủ sở tại, giảm các loại thuế quan và tiếp cận nguồn nguyên liệu thô với mức giá hấp dẫn. Ngân sách đầu tư cho nhà máy lắp ráp tại Indonesia và Ấn Độ sẽ được cân đối từ khoản tối ưu tổng mức đầu tư trong 2 năm tới. Mở đường cho kỷ nguyên xe điện tại Việt Nam. Nhìn chung, tính đến thời điểm hiện tại, xe điện của VinFast là một lựa chọn mới bên cạnh hàng loạt những mẫu xe chạy xăng trên thị trường ở đủ mọi phân khúc hay tầm giá. Về thiết kế, các mẫu xe điện của VinFast cũng ngày càng được hoàn thiện hơn, như mẫu xe VF E34 và VF7 rõ ràng là một cuộc cách mạng về thiết kế. Dù giá bán không chênh lệch quá nhiều so với các mẫu xe chạy xăng, ưu điểm về khả năng vận hành của xe điện là khá rõ ràng. Vấn đề trạm sạc cũng được VinFast xử lý với rất nhiều trạm công cộng. Thời gian sạc tất nhiên dù nhanh vẫn có sự chênh lệch lớn nếu so với việc đổ xăng cho ô tô thông thường, và người dùng lựa chọn xe điện sẽ cần thay đổi thói quen sử dụng.
VinFast cũng rất mạnh tay nâng cấp phần mềm cũng như cải tiến công nghệ an toàn để các mẫu xe điện của hãng không thua kém gì những thương hiệu lớn trên thế giới, từ ứng dụng công nghệ AI tạo sinh trong nhận diện giọng nói đa vùng, trích xuất văn bản tự động, đổ xe tự động, hệ thống quan sát toàn cảnh 360 độ với tính năng quan sát trong suốt, Jelly View, có thể nhìn xuyên qua xe, hệ thống giám sát người lái và hành khách tích hợp tính năng điều chỉnh gương tự động theo mắt người lái. Đánh đổi cho điều này là đôi chút bất tiện cho người dùng khi phải thường xuyên cập nhật phần mềm và đôi khi dính các lỗi không đáng có. Có thể nói VinFast đã thành công trong việc mang xe điện tới gần hơn với người dùng Việt, ngay cả những chiếc taxi điện cũng sẵn sàng để người dùng trải nghiệm. Nhiều người dùng cho rằng VinFast đang góp phần xóa bỏ định kiến về xe điện, đặc biệt là ở Việt Nam. Xe điện giờ đây không còn là chiếc xe thứ hai, thứ ba, mà đã được nhiều người tin tưởng sử dụng là chiếc xe đầu tiên hoặc duy nhất phục vụ nhu cầu đi lại. Với tình hình này, nhiều hãng xe ngoại sẽ sớm mang về Việt Nam các sản phẩm xe điện. Trong năm nay, Mercedes-Benz đã cập nhật gần như đủ dải sản phẩm xe điện tại Việt Nam. Năm 2024 sẽ tiếp tục là năm có nhiều mẫu xe điện được ra mắt từ các hãng xe châu Âu và Trung Quốc. Không chậm hơn thế giới, cuộc đua của xe điện tại Việt Nam đã bắt đầu từ một thương hiệu Việt. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!